Xin chào các bạn, hiện tại thì Thanh Hồng đang có mặt tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tại số 108A, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Và chỉ còn chưa tới một ngày nữa thôi thì lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ với chủ đề Cội nguồn chiếc bánh quê hương sẽ chính thức được khai mạc. Và bây giờ Thanh Hồng xin mời các bạn hãy cùng vào trong để xem công tác chuẩn bị ở đây như thế nào rồi nhé. Các bạn có thể thấy rằng quang cảnh ở đây mọi người đang rất là gấp rút cho công tác chuẩn bị cũng như là trang trí cho gian hàng của mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nghệ nhân làm bánh ở đây nhé. Không biết là gian hàng của mình thì chuẩn bị sắp xong chưa ạ? Chị đang gấp rút chuẩn bị để kịp ngày khai mạc. Đến với lễ hội bánh năm nay thì chị mang đến loại bánh gì? Chị giới thiệu sơ qua về gian hàng cũng như là món bánh của mình có được không ạ? Tham gia hội chợ năm nay chị giới thiệu loại bánh bánh nhúng. Nó là một cái loại bánh mà nó hầu như bây giờ là ít có ai biết. Nó thành phần của nó là bao chỉ đơn giản là bột gạo, bột mì, trứng, nước cốt dừa với mè. Nhưng mà cái độ ngon, thơm của nó rất là đã. Chị muốn giới thiệu cho giới trẻ bây giờ biết về cái món bánh dân gian của mình. Xin cảm ơn chị và xin chúc cho gian hàng của mình có thật nhiều thực khách đến tham quan và ủng hộ. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4. Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Quy mô năm nay được 200 gian hàng. Đến thời điểm này thì các công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Về phía ban tổ chức thì chúng tôi có triển khai các cái nội quy, các cái quy định của ban tổ chức đối với các cái đơn vị tham gia, ví dụ như là khai báo cái sản phẩm mà mình bán, báo cái giá bán, và khi bán là phải bán theo giá niêm yết, và đồng thời là cùng phối hợp với ban tổ chức trong các vấn đề về đảm bảo vệ sinh ở khu vực gian hàng của mình cũng như đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với du khách. Các công tác phối hợp giữa ban tổ chức với các doanh nghiệp cũng đã cơ bản tiến hành. Đến nay là năm thứ 7 chúng tôi tổ chức bánh dân gian Nam Bộ. Điểm nhấn của năm nay đó là tiếp tục tổ chức cái hội thi làm bánh dân gian mở rộng, và hội thi này cũng đã đón nhận 20 đoàn của các tỉnh thành về tham dự. Mục đích là để tôn vinh và quảng bá cái nghề làm bánh và tôn vinh cái nghệ nhân làm bánh. Cuộc thi này do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức. Cái điểm nhấn thứ hai đó là cái khu vực trình diễn các cái loại bánh dân gian Nam Bộ. Tại khu vực này tôi sẽ tái hiện lại một số cái dụng cụ làm bánh như bánh tầm, gói xây bột, vân vân, các cái loại bánh gần gũi, nhưng mà đối với người dân thành thị thì ít thấy các cái dụng cụ đó. Và tại cái khu trình diễn đó thì các cái du khách có thể trải nghiệm làm bánh, học cách làm bánh tại chỗ. Và một cái điểm nhấn thứ ba nữa là chúng tôi tái tạo lại con đường mỹ thuật bánh dân gian Nam Bộ, vẽ lên những cái mô hình bánh để cho du khách có thể tương tác chụp hình. Ngoài ra thì đêm truyền hình trực tiếp chúng tôi cũng có tăng cường cái hoạt động quảng bá, là đêm khai mạc có truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ và tiếp chuyển trên đài truyền hình Việt Nam kênh VTV5 để giúp cho các du khách đi xem hiểu biết hơn về hoạt động của lễ hội. Và một hoạt động cuối cùng đó là cái hội thảo kết nối giao thương và giới thiệu về cái công nghệ bảo quản bao bì làm bánh để giúp cho các nghệ nhân sử dụng các cái công nghệ phù hợp làm sao giữ cái bánh được sử dụng lâu dài hơn, nhiều ngày hơn, và qua đó thì góp phần là định vị nên cái hình ảnh bánh dân gian, phát triển nên thương hiệu cho các loại dòng bánh dân gian. Theo như Thanh Hồng được biết thì lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm 2018 sẽ chính thức được khai mạc vào 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2018 và sẽ kéo dài từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại
tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Lễ hội năm nay thì có sự tham gia của hơn 200 gian hàng, trong đó thì có 100 gian hàng là các loại bánh dân gian Nam Bộ và hơn 100 gian hàng là các đặc sản của các vùng miền và các nước. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều hoạt động đặc sắc khác như là hội thi làm bánh, thưởng thức và trình diễn cách làm bánh ngay tại các gian hàng và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngay tại lễ hội. Wow, thật là hấp dẫn đúng không các bạn? Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Các bạn hãy đến tham gia lễ hội ngay cùng với Thanh Hồng để chúng ta có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội và thưởng thức những loại bánh ngon nhất.